Luôn mọi người, mình đã làm xong rồi nhá. Nhưng ngon mọi người nhá. Giờ mẹ mình vào ăn nhá. Khi anh nói lên điều này có nhiều người thì út mẹ thấy giống kiểu là hài hài vui vui á. Xem cảnh này yêu ơi có ngon không? Em nói thật quán mà. Nói chung là nó người thân em là hầu như ai cũng biết em thích gì. Dạ, dạ. Nói sao tại sao nhiều người ta phụ nữ không thích xanh mà lại em thích xanh. Em thích con đông. Ngon. Wow. Thích nhau nhiều đứa nó có thể là nó không khóa mình con đứa một. Cái nhiều khi nó ỉ vô có mình nên đó. Chứ lại có con đông mà nó vui. Ờ biết thôi để mai giống như nhà cho em nó ngấm cho anh cho nó ngon nè. Tóc đẹp này là tóc sạch nè. Không sạch. Già xong rồi lại thăm mình nó cũng vui. Có một đứa buồn trái hơi nhỏ. Tuy trái hơi nhỏ nhưng mà giòn ngon. Có nghĩa là nó nghiêm túc đúng không? Nghiêm túc. Ừ. Dạ. Nói thật mà. Nghiêm túc có nhiều đó ra mà. Nghiêm túc em mới dám lên đó em nói vậy chứ. Ừ. Nhưng mà em rồi, ở đây giờ nghĩ là ở trong xóm rồi ở trong xã này kia thì trong xóm này kia thì em thấy thế nào? Những cái đối tượng ở đây, những đối tác ở đây thì em thấy thế nào mà em không có chọn lấy một người ở đây để em sinh con theo như mong muốn. Lâu nay em có ở đây, em làm ăn xa. À. Nên em mới về đây thôi. Ừ, mới về dạ. Đây thôi. Nên là cũng không có quen biết nhiều. Dạ đúng rồi, không có quen biết. Tại sao lại vậy? Dạ. Không quen biết nhiều ở đây. Dạ. Vậy thì mình đi cũng được cái tại thấy nước quá. Em đi thì ở khu vực này thì có những người độc thân ở đây. Em nó lập ra thì em về đây em cũng không có gần, không đi đâu, tối ngày em ở đây không. Đúng rồi. Không có đi vòng vòng ở đây cũng biết. Nhà bên em nào hồi xưa mà... trong kia xíu. À, mà muốn, em muốn làm giống mình thì làm nha. Dạ, theo công thức mình trong, để dạ, nói rồi. Trong vườn kia đó. Còn bạn nào dạ. Biết làm ngon hơn thì em nhớ mua chỉ cho mình nha. À, em cũng đợi chợ xã đồ giờ về đây mà tới giờ mới coi giờ xã. À mới giờ xã về đây. Dạ. Giờ lên trước rồi, đây rồi, mày có giờ. Kế hoạch. Dạ đúng rồi, kế hoạch mười mấy năm rồi. Bây giờ mới giờ về. Vậy là coi như cái kế hoạch này là không có một cái trước nào. Cả trời về đây thì nó chỉ là tưới bằng nước thôi. Tưới bằng nước thôi. 10 ngày chỉ được tưới một lần. Nhưng mà cây hơi khô. 6 tháng rồi mới có mưa. 6 tháng mới có mưa nên lá hơi khô tí. Nên là 10 ngày mới được lo bận đi làm cho nên là 10 ngày mới tưới được nó một lần. Ở dưới vườn mình còn nhiều hoa quả không? Năm sau chắc có lẽ tầm năm sau là sẽ có nhiều cây sẽ có trái. Giờ cây mít cũng nhiều cũng có rồi nhưng mà hơi nhỏ tí. Tại cây mới trồng mọi người. Ok mà. Giờ mình để dành để cho nó ngấm vô trong ăn cho nó ngon hơn. Giờ mình để vô trong rửa lạnh nha. Bye bye mọi người.